thành gửi lời chào đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang có mặt tại lễ khởi công dự án khu đô thị ID Junction, giao điểm thương mại miền Nam trong buổi sáng ngày hôm nay, và cho các hoàng tú được thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình gửi đến toàn thể quý vị lời hỏi thăm sức khỏe và lời chào thân ái. Chính về vị thế đặc biệt như vậy và nhờ sự phát triển đồng bộ về cao tốc của toàn bộ miền Nam trong thời gian sắp tới đây, đặc biệt hơn là sự kết nối của khu vực trung tâm về logistics bao gồm cảng hàng không quốc tế, cảng nước sâu thị vải Cái Mép và tất cả các kết nối về hạ tầng, thì dự án sẽ mang một cái nét đặc biệt, và chúng tôi có cái slogan của dự án đó là ID Junction, giao điểm thương mại của miền Nam, hay là ID Junction, miền Nam của ngày mai. Đó là một tiếng gọi rất nhiều hy vọng. Để dự án đầu tư đạt các mục tiêu của chủ đầu tư, các bên hợp tác cùng thành công, tôi yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công cần sự nỗ lực, sự nghiêm túc và tuân thủ các hồ sơ pháp lý của dự án, bao gồm quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, các hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng.